tự trở về hơi thở cảm nhận hơi thở thở vào làm cho thân an tịnh thở ra làm cho tâm lắng dịu an tịnh lắng dịu an tịnh lắng dịu cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể kính thưa đại chúng Minh Thành rất là quan hỷ và tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử ở tại nơi đây à, luôn luôn lúc nào quý thầy về quý vị cũng tập trung rất là đông đủ lắng nghe pháp thoại và cùng hội tụ trở về đây để tụng niệm hành trì đây là một điều tốt lành cho quý vị đây là phước lành của quý vị đây là công đức của quý vị chúng ta đã thấy trong thời gian rất ngắn vừa qua sạt lở đất đai núi đồi và những sự ra đi bất thình lình của những người bên cạnh mình chúng ta không khỏi bàng hoàng bất ngờ lo lắng và sợ hãi trước sự vô thường của hoàn cảnh chung quanh chúng ta cứ tưởng rằng mọi sự mọi vật chung quanh mình nó cứ mãi mãi như vậy nó cứ bền chắc nó cứ kiên cố nó cứ vững vàng nhưng không ngờ trong một tích tắc thôi sụp đổ sụp đổ tan vỡ tan nét tan hoại tan tành và những người gần gũi mình nhất thân cận thậm chí là thân thương bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi vừa rồi năm rồi là bao nhiêu người bị tai nạn qua đời quý vị mười mấy người mười mấy người và cả hàng trăm hàng trăm người phải dọn dẹp đất đai quý vị có thấy vô thường không có thấy vô thường rõ không quý vị có thấy sự biến đổi hết sức là mau chóng và ngoài tất cả những cái tưởng tượng suy nghĩ của mình không đó là những bài học sống động là kinh sống là pháp sống là chân lý sống nó đang diễn ra trước mắt mình bên cạnh mình bên những người ở chung quanh của mình và chúng ta phải cần lấy đó để mà chiêm nghiệm, quán chiếu, tư duy, tư sát để tu tập. Làm cho mình có một cái động lực mạnh mẽ, càng tinh tấn hơn, nỗ lực hơn. Càng dành nhiều thời gian hơn nữa để tu tập các cái thiện pháp và công đức. Bởi vì sao? Bởi vì mình không biết được là mình ra đi lúc nào và ở chỗ nào và ra đi như thế nào mà không biết được? thì mình phải nhìn thấy những cái cảnh đó làm cho mình phát sinh một cái cảm giác lo lắng và sợ hãi, lo lắng, đây là điều đáng lo lắng, rất đáng lo lắng và rất đáng sợ hãi. Tại sao mình không lo? Tại sao mình không lo? Tại sao mình không chiêm nghiệm tư duy tư sát và quán chiếu Mục đích thật sự của đời sống này là gì? Cái ngày kết cuộc, chung cuộc của kiếp người này là gì? Mình hoàn toàn không biết, không thấy, không hiểu, không rành, không rõ và nếu mà mình không có đến tu tập Không nghe Pháp Thì mình sẽ sống trong một sự lãng quên Quý vị biết không Mình lãng quên Quý vị nhìn chung quanh những người chung quanh mình đó Lo ăn, lo chơi, lo đi du lịch Do hưởng thụ rồi cuối cùng Thì sao Già bệnh chết đã ập tới ập tới tóc nó bạc lưng nó còng mắt mờ tai điếc gối mỏi mà đó là còn có thọ đó nó không được cái già nữa chứ chứ không phải nó được cái già đâu cho nên mấy ông cụ ngồi đây là có thọ ở đây quý vị thấy nhất trí vậy không mình bước lên cái hàng 60, 70 là mình biết là mình có phước thọ còn bây giờ quý vị nhìn coi đó Báo đài tin tức hàng ngày quý vị đọc Coi hai mươi, ba mươi, mười mấy Là chết, là hoạn nạn, là tai nạn, là khổ nạn, là ít nạn Đầy giấy nó chung quanh mình Cho nên mình phải lo lắng, phải thật sự lo lắng Đừng có mở mắt sáng rồi bữa nay ăn cái gì Cứ lo có đó hoài Ăn gì cũng được Không sao hết ăn năm chục năm rồi Mình mở mắt ra mình phải chiêm nghiệm cái sự tu tập quán chiếu coi, coi là ngày hôm nay mình phải thực hành những thiện pháp gì Những công đức gì Quán chiếu tu tập những pháp gì Để chi để mình thoát ra cái tử sanh này đây là cái chỗ đầy dẫy những cái sợ hãi và khổ đau đây không phải là cái chỗ an ổn bình an trong cái thế giới của sách quẩn này là cái thế giới của vô thường của tan hoại của bại hoại của biến hoại của hoại diệt không sớm thì muộn nó cũng sụp đổ hết nó tan dở hết nó tan tành hết với một cái tấm thân này với một cái tấm thân mấy chục ký lô này bền chắc ở đâu quý vị kiên cố ở đâu cái lõi ở đâu đó là đồ trống rỗng giống như cái bong bóng nước vậy thôi chỉ cần chạm nhẹ nó thôi là nó vỡ nó bể nó nát ra phải chiêm nghiệm phải tư duy quán chiếu cái điều này thật là sâu sắc thật là sâu sắc mỗi một ngày khi mở mắt dậy phải quán chiếu khi chuẩn bị lên giường ngủ phải quán chiếu và khi mà mình nằm dài ở trên giường mình quán chiếu mình đang chết mỗi một ngày như vậy khi mình lên mình nằm mình mình sải tay sải chân ra mà mình thở vô thở ra mình nói là mình đang chết đây mình niệm tử mình đang chết đây và cái chết này nó bất thình lình bất cứ lúc nào nó sẽ xảy ra với mình cho nên những cái gì giận ai bỏ đi giận Chỉ cho nó mệt nhất trí hồng Mình đang buồn ai, mình đang hờn ai, mình đang trách ai Chết đây nè, hờn cái gì, trách cái gì Lo cái gì, buông đi cho cái tâm nó nhẹ đi Được không? Được không? Phải quán chiếu mỗi một giấc ngủ khi lên giường nằm Mà nếu mà có văn mùng, có văn mùng không? Văn mùng thì chung vô cái mùng đó là nghĩ là mình đang chung vô cái hòm dễ ở hả hãy chung vô cái mùng là mình nghĩ Đang mình chung vô cái hòm đây và mình chết cái này là chết một cái chết ngắn chứ gì nữa quý vị leo lên đó là quý nằm quý gì chết bảy tám tiếng chứ còn cái gì nữa phải chưa rồi khi mà cái kết thúc cuộc đời là cái chết dài rồi nếu mà mình không tu tập không quán chiếu không thấy rõ cái bản chất mà hư ảo của tứ đại năm quẩn này là mình còn chết dài dài chết mãi mãi chết vô tận vô lượng vô biên trong cái dòng luân hồi này cho nên mỗi ngày mình phải tập chết tại sao ở hàn quốc ở nhật bản ở nhiều nước đó là quý vị biết không là ở trong cái trường đại học ở trong các cái trường người ta cho sinh viên nó thực tập chết 20 phút nửa tiếng chi vậy đặng nó biết trân trọng cái mạng sống nó bớt tự tử nghe quý vị đây là sự thật có thiệt đó Có thiệt đó Tại vì sao? Khi mà mình đối diện cái chết đó Mình mới biết được là cái sự sống nó trân quý tới ngần nào Sự sống của mình là một sự trân quý Mà mình không biết mình lãng phí Mình phung phí Mình xài phí Mình quan phí và cuối cùng là một đời sống mình là uổng phí trống rỗng là một cái đời sống không biết tu tập trống rỗng là một cái đời sống chỉ chạy theo những cái dục lạc trống rỗng là một cái đời sống chỉ chạy theo sân hận si mê vô minh tật đố và bản ngã à. trống rỗng là một cái đời sống chỉ chạy theo những cái mục đích tầm thường ích kỷ tật đố ganh tỵ là một đời sống lãng phí và trống rỗng để rồi một ngày bất thình lình mình ra đi là mang theo bao nhiêu thứ ác nghiệp mang bao nhiêu thứ nghiệp tối tâm hắc nghiệp chứ không phải là bạch nghiệp nghiệp đen và đi trong bóng đêm đi trong bóng đêm đó là một đời sống đáng quở trách một đời sống vô tích sự một đời sống trống rỗng và chúng ta mỗi một ngày khi mà bước lên giường chung vô cái mùng nghĩ rằng mình đang chung vô hòm mỗi một ngày như vậy để mình thấy rằng mỗi một ngày mình sống phải hết sức là giá trị tại sao ngay cả những em nhỏ đây mà mình thấy trong cái năm vừa rồi đó là bao nhiêu những em nhỏ mà đi tắm Xong tắm hồ chết hàng chục hàng chục hàng chục mà những cái bạn học nó đi tới nó vậy là đưa tiễn là nó bạn hoàng hết nó không biết chuyện gì, gì xảy ra mà chết một lần tám đứa 10 đứa chứ đừng nói chi là những người già mà chết là bình thường bây giờ tai nạn rất là nhiều cho nên mình phải quán chiếu cái điều đó để làm chi để mình xả bớt những cái chấp những cái chấp, những cái bám chấp Giờ còn chấp nhiều không? Chấp nhiều không? À. Quán cái chết cho nó bớt chấp Chịu không? Quán cái chết cho nó bớt chấp đi Cho nó không chết rồi nó chấp dữ lắm à Thấy chưa? Quý vị không? Mỗi ngày quý vị cứ nhắc Nhắc cái này hay lắm Hay lắm Tuyệt diệu lắm quý vị Tuyệt vời lắm Quý vị mà quán được cái này đó Ai có nói hơn tiếng gì đó mà nói thôi kệ Chết mà ở đó cự là những người chết đâu biết cự Thấy không? Rồi quý vị gặp những chuyện nè Bực bội sân hận quý gì đó Chết nè ở đó sân làm chi cho nó mệt Tối nay chết rồi còn sân làm chi nữa Được không? Mình cứ nhớ vậy tối nào mình cũng chết hết trơn mà Thấy không? Chết 8 tiếng mà Thấy chưa? Tu cái này cơ bộ dễ à nha Dễ làm không Cố gắng làm được Mình chết thiệt mà Mỗi ngày là mình chết 8 tiếng mà Mình cứ bước lên là mình đã đầy chung vô hòm Đây nằm chết rồi nè Đừng có lo lắng tính toán buồn phiền hờn giận ai chứ Thôi hãy để cho cái cảm giác này nó lắng dịu Nó yên tĩnh đi Nó nhẹ nhàng đi mà rủi như mà mình nằm vậy mà mình ngủ mà mình đi luôn đó thì xin thưa với quý vị là từ cái cảnh giới cao của loài người hoặc là sanh lên trời chư thiên nó chịu không chịu không quý vị thấy chưa mà quý vị tập như vậy rồi mới mốt quý vị ra đi là quý vị ra đi nó nhẹ nhàng lắm nó an lạc lắm tại vì sao cái này ngày nào tôi cũng tập hết trơn à quý vị thấy không cái gì cũng phải tập giả dạ, khách quý vị mà sở dĩ niệm phật tụng kinh hay là vô quý vị tập chứ chứ tự nhiên mới vô quý vị niệm sao được vậy phải không thì chết cũng phải tập à chứ không phải không tập là nhất trí không à cho nên bữa nay là một cái bí kíp võ công đó cho quý vị tuyệt diệu đó cái này mà quý vị tập được là quý vị giải quyết hết toàn bộ tất cả những phiền não đều được giải quyết hết Bây giờ Minh Thành nói cái ví dụ đơn giản thôi Bây giờ có một người đó loại bác sĩ phán Là ung thư giai đoạn cuối Chỉ còn sống có 3 ngày nữa thôi Thì quý vị nghĩ cái người đó đi về rồi Còn tức, còn giận ai, còn ham muốn cái gì nữa Còn ganh tị, đố kỵ, tật, đố Còn những cái gì kia nữa còn không quý vị Người đó lo làm cái gì Lo làm cái gì Quý vị thấy chưa Đó mà ba ngày nữa mới chết Mà còn được dậy huống nữa Tối nay chết rồi Thì nó phải biết bao nhiêu được không Tối nay chết rồi Tối nào chết hết mà Quý vị mà tập được cái này đó Không cần quý vị nỗ lực Tinh tấn như bao nhiêu hết đó, Mà tự động tham sân si nó rùng Giống như sung rụng vậy đó Chịu không Chịu không Quý vị biết sung nó rụng không? Biết không có thấy cây sung chưa? À nó rụng, nó rơi rụng hết Không giận ai hết Tham cái gì nữa mà tham Có cái gì mà tham Phải không? Buồn phiền hờn trách nó nhẹ nhàng lắm Đó Tôi ngưng bộ kinh đó, Bài kinh tuổi thọ đó Đức Phật dạy chúng ta đó Này các đệ tử Ngắn ngủi thai là tuổi thọ của loài người ở đời này rồi phải đi ở trong tương lai hãy làm điều lành hãy sống cuộc đời thanh tịnh phạm hạnh không có gì sanh ra lại không bị tử vong này các đệ tử con người sống lâu chỉ có 100 năm hoặc ít hơn. Loài người thọ mạng ngắn. Người lành phải lo âu. Như cháy đầu hãy sống tử vong rồi phải đến vì thấy cái lời của Đức Phật hết sức là hàm xúc và sâu sắc như là một cái thánh chuông gian lên để cho mình chiêm nghiệm ngắn ngủi thai là tuổi thọ của loài người ở trên cuộc đời này hết sức là ngắn ngủi hết sức là ngắn ngủi chưa sanh ra mà đã chết vừa sanh ra bây vừa rồi nó có một cái một cái tình trạng hết sức là thương tâm đứa bé nó sanh ra mà kéo nó ra đây. thì quý vị thấy rằng là phải là bị thương tích bảy tám chỗ như vậy kéo cái đầu đứa nhỏ ra rồi thậm chí là những cái em bé là mới có hai tuổi thôi mà phải mổ tim là bốn lần những em bé mới có 5, 7 tuổi thôi là bệnh những chất bệnh chất độc màu da cam rồi phải là bao nhiêu những cái chứng bệnh nan y rồi đó là chưa kể quý vị coi những cái tin tức quý vị thấy rất là sợ hãi rất là đau lòng Và những cái em bé trẻ ở ấn độ như vậy là bị hãm hiếp hàng loạt người như vậy mà trong đất nước mình cũng có chứ không phải là không có gì thấy không cái lòng dục của con người mà không có biết kiểm soát cái cảm giác không biết tu tập thì nó làm cho tan vỡ hết nó làm cho khổ đau hết và thậm chí bây giờ là có những cái chỗ là gì là những đứa trẻ đi là phải có người người lớn đi theo Rồi giả sử như có sống được hết đi một kiếp người đi là được sáu bảy chục tuổi, tám chục tuổi Thì Đức Thế Tôn nói rằng ngắn ngủi thai là tuổi thọ loài người trên cuộc đời này Thì quý vị biết rằng các cái cõi trời đó, cái cõi trời thấp nhất á Là một ngày, một đêm ở cõi trời đó quý vị có biết là nhân gian mình bao lâu không? Năm chục năm là cõi trời thấp nhất đó còn các cái cõi trời cao hơn là 100 năm của loài người mình là mới có một ngày, một đêm mới cõi trời thôi. Các cái tầng trời mà thậm chí cao hơn nữa là một ngày một đêm mà lên tới là hàng nhiều trăm năm. Của nhân gian mình mới một ngày một đêm cõi trời thôi. Cho nên chư thiên trên đó mà đi vô đi ra dòm xuống là mình chết thì ngẫm hết trơn trời mở dưới đây mình không có ý thức sâu sắc được Cái tử sanh Cái sự vô thường Biến hoại nó đẩy mình tới cái, cái hố Tới cái quyệt Tới cái chỗ chết Mình quên mất cái đó đi Như người nhặt Các cái loại hoa Ý đắm sai tham nhiễm Các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục mình tối ngày mình đi đi nhặt qua này nhặt cái qua kia nhặt cái qua chiếc xe nhặt cái qua căn nhà nhặt cái qua đồng hồ phải không nhặt cái qua cái cục gì đó vàng vàng nhỏ nhỏ nó nhặt ý đắm sai tham nhiễm cho trong đó các dục chưa có thỏa mãn đã bị chết chinh phục chưa có thỏa mãn cái lòng dục cái sự ham muốn nó chưa có thỏa mãn là cái chết đã, đã đến rồi cay đắng cho một cuộc đời cứ chạy theo những cái thúc dục những cái ham muốn tìm kiếm quay 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 rồi cuối cùng rồi là ra đi mà cái nút áo người ta cũng lắc lại nó quý vị ơi cho nên có một nhà vua Ông á Là có một cái lời di chúc Trong căn dặn Ở trong triều đình Trong thái tử Là phải làm đúng theo cái lời của ông Khi mà ông chết á Thì đó là phải mời hết Tất cả bác sĩ giỏi Trong cả nước đó đi đưa ông Tất cả bác sĩ lương y Giỏi nhất cả nước đó là đi Ở phía trước cái hòm của ông cái linh cổ của ông đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là vàng bạc á những cái đồ quý là phải trải ở trên đường đi đó mà cái thứ ba đó là cái hòm nó khoét hai cái lỗ và đưa hai cái bàn tay ngửa ra gì quý vị có biết cái ý sâu sắc của nhà vô muốn giáo dục cả quốc gia của mình như thế nào không Bác sĩ có giỏi nhất đi nữa rồi Cũng phải bó tay với thần chết <laughs> Tiền bạc ngọc ngà có đầy kho báo hết nữa Rồi cuối cùng khi chết nó cũng là vô giá trị đem vứt bỏ Và hai cái đôi tay mà quyền quy thiên hạ của cả thế gian cả một quốc gia cuối cùng là hai một bà là bàn tay gì bàn tay trắng để nhắc nhở tất cả mọi người một cái chân lý phải nhớ cho sâu sắc đừng có gì tiền 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 tối hai tiền, tiền 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 rồi tinh 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 rồi tù 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 rồi tội 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 rồi tự tử tự tử tự, 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 tự biết không Bây giờ phải tu 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 tu, tu tuệ 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 tiến 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 cho nó tới nhất trí không Cũng chữ T đó không hả à? Một chữ T đó mà mình biết Nghĩa là tu tiến tuệ tới Chứ còn mình không mà chữ T kia là mình chết thôi tối ngày cứ bây giờ hai chục tuổi gặp cũng nói trời không lại thiếu tiền quá ráng làm thế ba chục tuổi gặp ông sợ còn cũng tiền thiếu nữa Ráng làm bốn chục tuổi gặp bây giờ cũng phải kiếm tiền nữa chứ phải lo cho vợ con này, nói, 5, 60 gặp, là nó năm sáu chục gặp ít tiền nữa chứ rồi xong bảy chục gặp phải không giờ kiếm thuốc không mà có khi rồi cũng còn kiếm tiền nữa có khi cũng còn nữa phải không à, rồi cuối cùng là kiếm cái gì kiếm cái gì kiếm gì kiếm gì kiếm cái hũ rằng để nó tổ biết không biết cái hũ đó không đó chứ có gì đâu cho nên thiệt là ngắn mũi thai cho cái tuổi thọ của loài người ở trên cuộc đời này mình cứ tưởng rằng nó dài nó bền nó lâu rồi nó chắc rồi mình cứ tưởng nó vậy hoài có gì thế không sạc xuống cái chết mười mấy người mà những người đó Trước đó nữa Tiếng 15 phút 10 phút Họ có biết rằng họ sẽ chết Trong cái tình cảnh đó không Biết không, không biết. Như vậy cho nên mình mới tu Như vậy cho nên Mình mới tu Chứ đừng có ở tù gì biết không Biết không Mình ở tù ở trong cái tham Ở trong cái dục, ở trong cái ái, ở trong cái sân Ở trong cái si mê, ở trong cái chấp ngã Là mình ở tù với gì nữa mình ở tù hoài rồi mình ở tù với cái căn nhà của mình đó Thì hỏi cho tới chùa nghe Pháp tu được không Bận lắm mắt ở nhà coi chừng nhà Đi cũng được Hỏi đi tu đi lên quy bấm ấn tu được không Bận lắm mắt coi chừng nhà ở tù Có không khai thiệt nghe coi Rồi như vậy đó mà đòi mai mốt về Cực lạc về Niết Bàn này kia nó làm sao về được Mới mốt ở lại đó coi Đằng chết nó ở lại đó coi chừng nhà biết không có biết không ở lại chết rồi xong ở lại đó coi nhà đó chứ mà đi phải tập cái tâm mình nó buông xả đó tiến lên tu tiến các cái thiện pháp các cái công đức còn không có lần quần lần quần trong đó thôi mà gì hết sức là ngắn ngủi trong cái cuộc đời này đó mà mình làm những cái việc nó vô nghĩa quý vị thấy không nhậu lên rồi cái cự qua cự lại cái đầm nhà chết rồi. rồi chạy xe rú ra phóng bóng hồi cái rồi cái xong cái vô cái gãy giò Thấy không rồi xong cái thì đi theo bạn xấu rủ cái rồi xì ke ma tí rồi xong cái vô trại nghiện xong về ngáo đá cái giết người giết cha giết mẹ giết anh giết em mới chết đó chứ có gì thấy chưa toàn là những cái việc mà mình làm khổ cho mình khổ cho người quý vị thấy chưa nó không có tu tập nó khổ như vậy đó mà quý vị thấy quý vị tu quý vị có sướng không đỡ hơn nhiều không Thấy chưa? Nếu mình không biết tu đó là coi chừng á, thấy giỡn đâu. Cho nên á là làm sao? Hãy làm điều lành, hãy sống cái cuộc đời trong sạch. Hãy làm điều lành, hãy cố gắng cái giới mình cố gắng mình giữ càng nhiều càng tốt. Càng nhiều thì càng tốt phấn đấu lên. Không có để cho mình dặn chân tại chỗ Không có để cho năm này ra cũng vậy Rồi năm sau ra cũng vậy Rồi năm năm lại thầy ơi con cũng vậy Mà mười năm sẽ gặp dạ con cũng vậy Là nó như vậy cho nên nó vậy thầy ơi Phải không? Phải tiến lên Tại sao? Tại vì mỗi một năm là cái tuổi của mình Cái quỹ thời gian của mình nó, nó rút ngắn lại hay là nó kéo dài ra Nó rút ngắn lại Út ngắn lại mà thiện pháp mình chưa có tăng trưởng công đức mình nó chưa có được viên mãn trí huệ mình nó chưa thành tổ thì mình phải lo lắng lo lắng làm sao để mà mình nâng cao giới nâng cao định và nâng cao tuệ phải không có ngừng nghỉ đối với thiện pháp tất cả những cái giới pháp mình phải cố gắng Lần 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 là mình nâng cao nó lên Nâng cấp nó lên Không có hài lòng, không có tự mãn Nhớ những cái mà phước thiện nhỏ ấy, nha Những công đức à, Manh múng nhỏ nhất đó không có hài lòng Phải phát triển nó lên Phát triển đến cái mức mà hết sức của mình Thì như vậy đó Quý vị thấy không như con đường bữa nay đó Là nó mở rộng ra quý vị thấy không quý vị đi thấy dễ chịu không thấy dễ chịu không à rồi quý vị thấy chùa đó càng ngày càng trang nghiêm như vậy quý vị thấy dễ chịu không quan hỷ không quan hỷ không thì thiện pháp phải vậy đó không có dậm chân một chỗ đức thế tôn nói ta không có tán tháng mà một cái người mà là đứng lại ở nơi cái thiện pháp phải đi lên À, không có gì sanh ra lại không có bị tử vong phải nhớ cái câu này học thuộc lòng đức phật nói không có gì sanh ra lại không bị tử vong phải nhớ cái câu này nhớ câu này nó hay lắm thí dụ như tự nhiên rồi cái thì mình làm ăn cái tự nhiên nó vô mánh rồi cái túi mình nó còm lên như vậy cái tự nhiên cái sau một thời gian cái chi 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 cái túi nó xẹp xuống mình nói đây là không có cái gì sánh ra mà không có tử dâm cái túi nó xẹp xuống rồi thì bây giờ mình làm tiếp phải không à, có gì thấy chưa làm tiếp Đó, rồi mình, mình nhìn thấy những người quen biết của mình mà họ ra đi là mình đó không có cái gì sanh ra mà không tử vong hết phải ráng tu ráng tinh tấn lên mấy thầy về cố gắng đi nghe pháp phải không có gì thấy chưa đó như vậy thì sao mình tích lũy cái công đức tích lũy cái thiện pháp tích lũy những cái phước báo phước huệ của mình đó là cái tư lương cái hành trang đó cho đến cái lúc mình ra đi đó là nó đầy đủ hết là gì sa cừ mã não sang hô hổ phách trân trâu là vàng bốn số chín là bạch kim mà hổ sòn rồi cầm theo như vậy ngon không đi vậy ngon không tại sao vước báo công đức chí huệ của mình đầy hết trơn vậy mình đi mình cười ha cười vui an lạc lắm tại vì mình đi lên những cái cánh cao mà còn này mình đi mình sợ quảng sợ nhìn là không có công đức gì tội không nghiệp ác không rồi lúc đó mình quảng sợ chứ cho nên quý vị thấy không Những cái người mà họ họ mà mà, mà Gây những cái nghiệp ác nhiều đó Họ làm đồ tể Họ mổ heo này kia nọ đó Nhiều đó Thì tới chừng mà họ gần chết Quý vị biết không Có khi phải để con dao kế bên đó Cái trường hợp này có nhiều lắm Quý vị biết không Đó là gì Những cái ác nghiệp nó biểu hiện ra nó biểu hiện ra lúc đó là những cái cảm giác những cái nghĩ tưởng bên trong nó hiện những cái hình ảnh nó cuộn phim nó quay lại những cái nghiệp của họ làm Rồi quý vị thấy như vậy thì đi đâu quý vị biết không Đi đâu quý vị biết không Đi vào trong những cái đường Tâm tối và xấu ác Còn mình tu đó Mình làm những cái nghiệp lành Những nghiệp thiện Những nghiệp phước Nghiệp công đức đó Thì lúc đó mình mỉm cười Rồi mình ra đi Mình thấy mình an lạc Tôi có đây Bây giờ quý vị đi đâu Mà quý vị trong túi quý vị đầy tiền hết trơn Hành lý quý vị trang chứ Bị rồi sẵn sàng hết Xe ngon lành đón rước quý vị Thấy đi có phải không Phải không Rất là phải Thì cũng vậy Cái khi mình ra đi đó là nó cũng giống như tại vì mình có tư lương, có hành trang, có phước huệ, có công đức, có thiện pháp. Là mà muốn được cái đó là nó phải tích lũy. Tích lũy từng giờ, từng ngày. Rồi mỗi tuần, mỗi tháng, rồi nhiều tháng, rồi nhiều năm, rồi nhiều chục năm. Rồi cho tới là bảy chục năm mình tích lũy. Thì mình có một bộ nghĩa là công đức, phước huệ, trí huệ. có vậy thấy không? cho nên là một việc thiện nhỏ mình không có bỏ một việc ác nhỏ mình không có làm mình phải biết lo lắng và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp và mình phải biết vui sướng hạnh phúc tinh tấn nỗ lực siêng năng tích cực ở trong các thiện pháp công đức dù hết sức nhỏ không bỏ qua thì cái đó là mình thương mình đó đó và đức phật dạy mình sao hãy sống mà giống như là cái đầu mà mình mà bị cháy lửa trên đầu mình vậy đó tại sao đức phật kêu mình lạ vậy mình đang ngồi đây mình thấy mát mẻ quá mà có quạt rồi nhiều khi lâu lâu có mấy điều quà phải không mà đức phật nói sao mình sống sao mà giống như lửa nó cháy trên đầu mình là sao có ai mà sống giống lửa cháy trên đầu không giơ tay coi không ai giơ tay sao phật kêu kỳ vậy à thì đức phật nói rằng cái ngọn lửa của già nó đang tới trên đầu mình tóc bắt đầu bạc rồi phải không nhìn thấy không thấy không là cái ngọn lửa nó táp tới trên đầu rồi có không mỗi ngày có soi gương không Cho lửa nó táp đâu đó rồi cái bệnh nó có không bây giờ khai ra bao nhiêu thứ bệnh có gì ngồi đây khai ra bao nhiêu thứ bệnh đó là cái lửa thứ hai rồi đó nó táp tới rồi đó nó đốt rồi đó nó đốt ở trong ruột á nó đốt ở trong tim nó đốt trong bao tử đó. nó đốt trong dạ dày phải không rồi cái chết rồi đó, nó, nó cận kề nó là những cái gì là những cái ngọn lửa nó đang đốt xanh nó đốt già nó đốt bệnh nó đốt chết nó đốt rồi vì nó tham muốn nó đốt nóng giận nó đốt si mê vô minh nó đốt bản ngã nó đốt Ta đây nó dương dương tự đắc khen mình chê người đi đông phình cái tôi ra trình hình nó đốt Có không? Nhiều không? Khổ không? Vì thấy chưa nó đốt dài dài lúc nào nó cũng đốt á Mà mình cười hề hề mình nói tôi đâu có thấy đốt gì đâu à Tại vì mình mù mình đâu có thấy nó Mình vô cảm mình không có cảm nhận được Cho nên phải có trí huệ thánh trí của Đức Phật thì mình dựa vô đó mình mới thấy mình đang bị đốt mình đang bị đốt rất là nóng bức nhiệt não cho nên nói một cầu thôi là có thể xảy ra án mạng khiếp hồng quý vị coi coi đi vượt qua cái đèn đỏ đi mà cái người này nhắc nhở nó tại sao đi quay lại lụi cái chết luôn đó là nó đốt nó sân hận nó đốt cháy nó khủng khiếp không quý vị thấy khủng khiếp không đó là ngọn lửa chứ còn gì nữa mà vậy mà mình không hay Mình cứ tưởng là mình sống an lành Không mà cứ tưởng tầm bậy không Cho nên mình tưởng sai Tưởng trật mà không có bằng cái trí huệ Tưởng tri chứ không phải là tuệ tri Cái biết của mình là dựa trên cái tưởng 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 Cứ tưởng tưởng là vui Tưởng là khỏe lắm Tưởng là bền chắc lắm Cuối cùng rồi nó xảy ra một cái Thì mình kêu trời ơi Trời ơi trời Trời ơi là trời Thấy không? Lâu lâu có nghe kêu không? Hay là nghe kêu Oh my God Có không? Tại sao vậy? Tại vì mình không có trí huệ để mình thấy Có khi nó diễn ra cái là lúc đó mình bàn hoàng Mình hốt hẳn, rồi mình hoảng loạn Mình kinh sợ, mình kinh hãi Cho nên phải sống làm sao mà phải biết Rằng lửa nó đang cháy ở trên đầu mình Lỡ nó đang cháy hàng ngày trên đầu mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể xảy ra à đi vô bác sĩ khám nó ôi thôi hết trị rồi cô ơi hai chữ thôi bác sĩ nói bó tay là rồi xong hoặc là một chữ thôi ra mà nó chạy sát sát nhau gì là bên thành tới hết sức là nguy hiểm nhất là ở sài gòn chỉ cần nó làm cái rầm cái rồi xong xong quý vị biết chữ xong đó không hết sức là nguy hiểm quý vị thấy không biết bao nhiêu mà những người trong hàng ngày đó mà đi ra khỏi nhà rồi không có quầy về được quý vị có biết không nhiều lắm đừng có tưởng đừng có tưởng mỗi ngày như vậy đó đều có những người đi ra khỏi nhà không quậy về được mới chiều nằm bên thành nghe cái tin thiệt hết sức là để cho làm cái đề tài cho mình quán chiếu cái cô này đó là đi tập yoga chung với cái nhóm hẹn với nhau là thứ năm này đi chơi mới bữa sau đó ngày thứ hai đi làm móng tay móng chân đặng thứ ba đi chơi đang làm móng tay móng chân vậy đó cây thì thấy khó chịu khó chịu qua cái giới lấy viên thuốc nhức đầu chưa kịp uống là là kêu xe ôm chứ còn kêu taxi không kịp là như vậy là đi tới cái bệnh viện gần nhất và cuối cùng là không kịp quý vị là tai biến là mạch máu đứt mạch máu và như là ngay cái ngày thứ năm hẹn đi chơi mà thứ ba đó là nó chết rồi ngay cái 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 ngày mà còn mua đồ đồ dặn sẵn chương trình đồ đi hết rồi và mọi người mà ngay nhìn nó trên zalo mà đăng cái tin cáo phó lên cái là mọi người bạn hoàng hết mới có năm mấy tuổi giàu có cho nên nó là lửa nó cháy trên đầu mình phải nhớ phải nhớ đừng có quên bài kinh hỷ được đoạn tận Tôi ngân bộ kinh tập 3 khi mà một người tu thấy sắc vô thường là vô thường đấy là tránh chi kiến của vị ấy thấy trơn tránh như vậy đó vị ấy nhàm chán do vị ấy nhàm chán cho nên cái sự mà ham muốn ưa thích khoan khoái nó được đoạn tận do cái ưa thích ham muốn khoan khoái nó được đoạn tận cho nên tâm của vị ấy được giải thoát Vị ấy được gọi là cái vị đã khéo giải thoát Quý vị thấy đây là cái tiến trình tu học Mà Đức Phật dạy mình rất là hay Một cái người tu hành Thấy sắc vô thường Là vô thường Thì đó là chánh tri kiến của gì đó Nếu mà nói danh từ khác Đó là thánh tri kiến Là cái sự thấy biết Của Bậc Thánh Nếu mà mình luôn Luôn trong mọi thời Mọi khác, mọi lúc, mọi nơi Mọi chỗ, mọi người, mọi sự, mọi việc Lúc nào mình cũng phải nhìn bằng cái thấy của vô thường Thì cái đó là mình đang thể nhập cái tri kiến của Bậc Thánh Tại vì sao? Tại vì Phạm Vũ nó không thấy vô thường Nó tưởng là thường Mà mình luôn luôn thấy được cái vô thường biến đổi trong mọi khía cạnh Mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh Mình luôn nhìn thấy được cái điều đó Thì đó là mình đang thể nhập sự thấy biết của Bậc Thánh Phải tập quý vị cái này tập được hay lắm Hay lắm Mà mà tập được cái này đó là không có cái gì làm cho mình khổ hết đó Tại vì cái gì nó đến thì mình mới Ồ oh, cha cái đồ vô thường này biết rồi Lúc nào mình cũng chuẩn bị 24 trên 24 mà Quý vị thấy mấy cái cây xăng nó đề là 24 gạch cái 24 không Thấy không? Mình tu mình cũng phải giống vậy đó 24 trên 24 mà ít nhất chưa được 24 trên 24 Thì ngày ít nhất cũng phải được là 5, 7, 8 tiếng Nhớ nghỉ mà quan chiếu Còn nếu chưa được 8 tiếng Thì ít nhất cũng được 4 tiếng 5 tiếng Hãy nhớ nghĩ và phải quán chiếu Đức Phật nói rằng là gì Thấy chơn tránh như vậy đó Thì vị ấy sẽ yểm ly Chứ yểm là gì Là chán nản Chứ ly là xa lìa à. Vị ấy thấy được như vậy Mà cái thấy này nó không phải là quý vị nghe xong rồi về rồi, 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 xong rồi trả lại thầy không phải à nha Phải thực tập Thực tập Thực tập nhìn Ở nơi cơ thể của mình nhìn, nhìn ở trong cái cảm giác của mình Nó sanh nhiệt nó đổi thay hoài Nhìn ở trong cái nội tâm của mình Những cái nghĩ tưởng nhìn 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 nhìn, nhìn Có nó thay đổi nó sanh nhiệt như vậy đó Nó vô thường nó biến đổi hoài như vậy đó Nhìn những cái sự mà vận hành Những ham muốn, những bực tức Những cái bản ngã, những cái sự mà Ganh tị ở trong tâm, những cái khó chịu đó Mình phải nhìn, 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 nhìn Để thấy cái tính chất vô thường của nó Để làm chi vậy? Nhàm chán Chán Mình thấy nó giận ai lên cái Mình nói trời ơi thôi ta đã chán mi quá rồi cái mặt của ngươi ta dòm sáu chục năm nay ta chán quá rồi Giận ơi làm ơn đi chỗ khác giùm ta đi ta chán cái mặt của ngươi quá Cái mặt giận này nó xấu xí vô cùng Ta không có chấp nhận cái cái cảm giác mà tức giận, sân hận, bực bội, khó chịu này Chán ngươi quá rồi, tới đây là vừa đủ rồi Đi chơi đi cho bà tu con Đừng có ở trong đây quậy bà nữa con Phải không? Cái cảm giác mình đã bực bội lên đó Mình đừng có chấp nhận nó Đừng chấp nhận nó Đừng có để cho nó lưu trú ở trong tâm mình Đừng để cho nó phát triển, nó bành trướng Nó áp đảo hết nội tâm mình Mà mình đẩy nó ra Đẩy nó ra, mắng chửi nó Đức Phật gọi là gì? Là dùng như lý tắc ý Cái bài kinh số 2 Là hãy như lý tắc ý Sắc này các đệ tử hãy như thật Quán chiếu sắc là vô thượng Hãy như lý tác ý Sắc như thật quán sắc là vô thượng Như lý tác ý là mình tác động tam tâm ý của mình Đúng với chánh pháp Tác động tâm ý của mình đúng với chánh pháp Đối với sắc thân thầy Đối với vật chất Đối với những cảm giác nghĩ tưởng bên trong nội tâm của mình Mình phải tác ý mạnh mẽ khi nó sân hận lên Mình nói cái sân này là nó đốt thiêu Nó làm khổ mình khổ người Nó đốt cháy nhà cháy chùa Cháy làng cháy xóm Mới đốt ta là vô lượng vô biên kiếp rồi Tới đây là vừa đủ rồi Ta nhàm chán cái cảm giác sân hận này lắm rồi Người tan biến ra khỏi ta đi Người thành mây khói đi Tan biến đi để cho tâm ta một sự bình an lắng dịu dễ chịu và mát mẻ nó hạnh phúc biết bao nhiêu mình tác ý mạnh mẽ mình không chấp nhận cái cảm giác sân hận đó nó lưu trú trong nội tâm của mình không cho khi nó sanh khởi lên là mình tẩy liền cho nên đức phật dạy thì sao này các tỳ kheo này các đệ tử đối với một người tu mà bất cứ khi nào khi đang đi Đang đứng, đang ngồi, đang nằm Mà trong nội tâm sanh khởi lên những tham dục Những sân hận, những si mê Thì người đó tẩy sạch liền Diệt tận liền Làm cho nó không còn hiện hữu Làm cho nó không còn có thể sanh khởi trong tương lai Giống như mình chặt cái cây cao Chặt cái cây dừa Chặt cái cây sa la Không có còn sanh khởi trong tương lai Không có chấp nhận nó Còn cái này nó nó xảy lên cái mình thấy sao nếu mình không biết tu nó khỏi lên thì sao mình đi theo nó rồi mình cho nó lưu trú ở trong nội tâm mình rồi mình làm cho nó lớn mạnh ở trong đó rồi nó làm sao mọc rễ ở trong đó rồi nó bám ở trong đó rồi cuối cùng là mình chết cái đó là cây độc đó cái cảm giác sân hận đó là cái cây độc là thuốc độc là độc dược là rắn độc không cho nó ở trong tâm mình diệt tận nó liền không cho nó chấp nhận nó còn nếu mà mình mình mà nói, cái này cũng thấy cũng được được cũng dễ thương con tôi thiệt cái thầy con giận con đó đúng lắm đúng là là mình chết liền mình chết liền mình chết không có chỗ chôn chết liền nó giết mình chết cái con rắn độc đó quý vị biết không biết ba cái con rắn độc không con rắn tham muốn con rắn nóng giận phải không Ngồi rắn si mê đó ba con đó là nó cắn mình một ngày mình trúng độc không biết bao nhiêu lần đó. Mà cái tâm của mình hiện tại bây giờ là nó bị là nó ung thư nặng thời kỳ cuối quý vị biết không Phải lo điều trị để mà nó nặng quá là nó trị không được là khổ lắm thai đó Quý vị biết không Cái tâm mình nó đang bị bệnh mà Nó đang bị trúng độc đó có gì thấy không cái tham nó có bị mình có bị trúng độc tham không có không khai thiệt nghe coi có không thấy cái gì đẹp đẹp nghe cái gì em 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 tai, cái mùi gì mà nó hấp dẫn hay là cái cái vị gì mà nó ngon quá lúc đó rồi có bị trúng độc không <laughs> có không khai thiệt coi sao yếu xìu vậy có không nhiều không là mình bị trúng độc đó rồi cái gì mà nó khó chịu bực bội cái là là lúc đó là coi như mình nên là là coi như là không có còn sáng suốt gì nữa trời ơi trơn phải không thấy chưa chúng đọc rồi chúng có đọc sân hận lên rồi thấy chưa rồi một cái đọc nó là vô minh si mê là không thấy không biết không thấy không biết cứ lò đò lò đò ngơ ngơ ngao ngáo vậy đó thấy không ngáo ngáo vậy ngồi đâu gục đó vậy đó thấy không ở ngoài nói chuyện lanh lắm tới chừng mở cuốn kinh ra rồi bắt cái bài pháp lên là ngồi đó mà ngủ thấy không đó là si sì, si sì mê đánh đuổi nó ra. không cho nó không cho nó xâm chiếm nội tâm mình mình phải làm con người tỉnh táo sáng suốt minh mẫn trí huệ đánh đuổi nó ra cho nên mà mình muốn vậy đó mình phải như lý tắc ý mình phải tác động tam ý hoài thì mới được phải xuyên như lý tắc ý Là phải xuyên mà đối thoại Giải dỗ cái cảm giác của mình Giải dỗ cái cảm giác của mình Chứ mình không dạy dỗ là cái cảm giác đó nó trơ trơ như vậy đó Cái cảm giác mà thâm căn cố đế Mà cái cảm giác này là nó ô nhiễm 9.000 năm rồi Cái cảm giác á Mà cái bản ngã mà tham sân si đó là nó 999 tỷ ngàn năm rồi nó, nó, nó cổ thụ nó ở trong tâm mình đó mà bây giờ mình muốn bứng cái gốc của nó là cả một vấn đề đó quý vị hằng ngày phải đào xới đào xới từ từ từ, từ đào quả hay như vậy còn nếu không là mình chết với nó nó cho mình ăn thú độc không quý vị thấy không nó suối mình không nó có suối không quý vị, mình thành biết ngồi trong đây là nhiều người chiến thắng lắm chứ bên này nó nói, thôi đừng đi mệt ngồi trong đây là nhiều người chiến thắng mà có những người chiến bại đang nằm ở nhà coi tivi có không nó nói dữ lắm nó nói cái ái cái ở trong đó, nó nói nó nói là sáng giờ làm chuyện mệt quá tôi để kỳ sau về nghe mà không biết kỳ sau có nghe được không còn kỳ sau không có gì biết không <laughs> biết không đó cho nên là mình phải nhìn ra được hết những cái cảm giác đó À những cái cảm giác đó, những cái suy nghĩ đó Những cái tưởng ở trong tâm mình đó Nó nó nó, nó nói ngọt ngào lắm Nó nói nó dễ chịu, dễ nghe lắm Mà dễ thương, mà dễ chết lắm Mình chết với nó đó Mình không thấy được là mình chết với nó đâu quý vị biết không Có chết với nó nhiều không Có không Coi chừng á, phải không Tỉnh táo mà do mình nhìn thấy được cái tính chất vô thường đó đó Những cái cảm giác nghĩ tưởng đó đó Nãy là mình nói ở ngoài vật chất Bây giờ nói sâu vô trong nội tâm Rồi năm quẩn lần đó Chứ không phải mà nói đơn giản Mà chỉ có ngoài phố không đâu Trong nhà ngoài phố phải đầy đủ Chứ mình nói chuyện ngoài phố không Ở trong nhà mình không nói Mà mình không biết rằng là cái gốc ở bên trong Là cảm giác và nghĩ tưởng nhận thức Bốn quẩn loại ở bên trong Cho nên thường thường mình tu Mình chỉ nhịn ngoài sắc quẩn không à đó là mình tu trên hình thức Tu trên màu mà Tôi bị chụp hình đăng lên đây nè Tôi đang tu rồi nè <laughs> Thì cái đó chỉ là sắc quẩn thôi Còn cái cảm giác nghĩ tưởng bên trong nó đang suy nghĩ cái gì Phải kiểm tra Phải kiểm tra Coi coi có thật sự tu không là là ha Khoe Khoe Có khoe không Lâu lâu có không Khoe phải <laughs> không quý vị thấy chưa nó phải nhìn sâu sắc vô trong những cái cảm giác nghĩ tưởng bên trong đó cho thiệt Chứ có chừng nó gạt chứ không phải tù đâu nó đằng khoe đó nó biểu diễn cái tôi cái bản ngã của nó ra quý vị biết không nó cho nên tu hòa như vậy đó mà sao không thấy không thấy trí huệ tại sao vậy nó che lấp hết những cái cảm giác nghĩ tưởng của cái tôi đó nó che hết nó che trong nó hết rồi đi đâu cũng phiền não cho đi đâu cũng bực bội đi đâu cũng thấy nực nội hết Tôi chạy về đóng cửa ông phòng cũng thấy khó chịu nó riết rồi cái cái đầu óc có vấn đề phải không biết <laughs> cái đầu óc có vấn đề phải không quý vị thấy chưa nó vận hành ngủ quẩn ở trong đó 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 mình phải nhìn thấy được thấy được cái bản chất của nó để làm chi đức phật dạy mình thấy để làm chi lệ xa lìa không có ham thích nó nữa không có ham thích không có si mê trong đó nữa thấy được cái tính chất vô thường của nó thấy được cái tính chất khổ cái tính chất phiền phức của nó Quý vị coi coi những cái cảm giác nó phiền phức không Cái cảm giác của mình nó có phiền phức không khác nước mà ta đưa lên nước suối lên là Đòi cà phê sữa đá Quý vị thấy chưa khổ không Nó nó tham mà nó mệt lắm hay chưa Bây giờ có nước bưng vô uống cái phải không Giận nó mấy lần trước lại sao cà phê sữa đá lần này lại nước suối không phải bên thành nha ví dụ nha quý vị thấy không đó rồi như vậy đó là quý vị thấy là nó làm khổ mình không? Khổ không? Rồi ví dụ như mình đi lại nhà bạn gì khách hứa gì đó bạn bè lại thăm cái tự nhiên người ta nói câu gì đó mình nghĩ Bây giờ mình làm ăn xuống rồi xem thường mình rồi Xem thường mình nói câu gì đó khinh thường mà Về nó vẽ rồi tùm lum ta la trong đó trời trời khổ không Khổ không? Về có mệt không? Quý vị thấy có mệt không? mà mình nghe theo cái vẻ đó là mình chết đó cái là bà nói lầm thầm lầm thầm đó là hành quẩn hành quẩn rồi những cái hình bóng là mờ là mờ nó hiện ra đó là tưởng quẩn rồi những cái cảm giác kèm theo đó là thọ quẩn rồi cái thức cái nó rõ biết được những cái hình bóng những cảm giác những nghĩ tưởng nó rõ biết đó là thức quẩn rồi đó là mình lòng vòng lòng vòng trong đó hoài mình đi ra không được rồi là mình khổ lắm cho nên cái cảm giác mà mình biết được hay lắm mình không biết là nó hành hạ Mình nó sai khiến mình hoài ha Mình làm nô lệ cho dục Mình làm đầy tớ cho cảm giác Tại sao nó đòi mình phải cái này Phải cái kia phải cái nọ Nó đòi mình Rồi thậm chí là gì không có tiền Là phải phải phải, phải đi dai nợ Dai nợ mà thậm chí mà dai Mà cái cái lãi nặng nữa Ôi cha quý vị có nhìn thấy cái cảnh không Cái cảnh đó chưa Quý vị có nhìn thấy cái cảnh dai nặng lãi chưa Có thấy không rồi có thấy người ta mà ruột chạy mà đi lại mà đòi nợ khủng khiếp không? Rồi thậm chí là đánh đập, tàn nhẫn vô lương tâm mà thậm chí là xảy ra án mạng luôn nữa. Rồi thằng qua là mua cái gì trả góp, trả góp, à, trả góp mà trả góp này ghê lắm nhảy vô đó rồi là chết đó đừng có ham đó mấy bà già ở dưới quê đó nó chạy lên nó bán đồ nó nói cái này không tặng không mà tặng xong rồi họ nó nó đưa tiền đi rồi rạng viên hồi nó trả lại xong đưa rồi nó đi luôn toàn đồ dởm không bị gạt có có thấy cái vụ đó không <laughs> quý vị có biết cái vụ đó không nó tham lặng hồi thăm đó cho nên mình phải nhìn sâu sắc vô cái cảm giác của mình là mình bị nó gạt đó nó gạt một căn nhà cũng không đủ rồi thêm hai căn nhà cũng chưa đủ mà thêm ba căn cũng thấy chưa đủ rồi mấy căn mới đủ mấy căn nhà là đủ giờ này là có 10 đồng không đủ một trăm đồng rồi cũng thấy chưa đủ rồi thêm một triệu rồi cũng thấy chưa đủ rồi trăm triệu cũng chưa đủ rồi 1 tỷ cũng chưa đủ rồi tới năm trăm tỷ cũng chưa đủ rồi tới chừng nào mới đủ bởi vì thấy chưa nó ở bên trong là cái gì cái thúc dục cái ham muốn cái mà thích 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 đó là nó giết mình chết nó sai mình đi làm đầy tớ cho nó hoài luôn làm đầy tớ từ lúc còn trẻ mà sồn sồn rồi xong tới già rồi bạc đầu rồi cũng làm đầy tớ cho dục cho tham cho ái không à khổ không quý vị đây là khổ đó Cho nên cái này nó tuyệt diệu lắm quý vị ơi quý vị tu cái này mà quý vị nhìn thấy được cái thánh trí của Phật nó đã lắm, nó sướng lắm. Nó hạnh phúc dữ lắm. Tại sao vậy? Mình thấy được cái bộ mặt thật sự của cái gì? Cái thủ phạm mà nó gây ra cho mình đau khổ đó gọi là tập thánh đế. Tập thánh đế là cái chân lý mà các bậc thánh đã chứng ngộ từ đâu mà nó làm cho mình đau khổ đó mình thấy được cái bộ mặt thật sự của nó đó mình phải nhìn thấy nó hàng ngày nó hoạt động nó mình thành chỉ cho quý vị đơn giản quý vị ví dụ quý vị thấy bây giờ mình đó là coi như là mình thích ăn cái món gọi là hủ tiếu nằm vàng à, mình thích cái món đó cái món đó là món ruột của mình đó nghe cái món đó gọi là món ruột món gu của mình hay là mì quảng hay bánh canh hay là uh, bún uh, chả giò gì đó đại gái gì mình thích vậy đó mà bữa nay đó mình lại cái chỗ đó mà mình dự mà sao họ bưng ra là 10 món mà toàn trúng ngay mấy cái món ruột của mình không thì cái lúc đó quý vị nhìn cái cảm giác quý vị coi cái gì ở trong đó đó bây giờ mình thành chỉ cho quý vị cái bí chiêu nè Để quý vị và phân biệt được Thế nào là dục, thế nào là ái, thế nào là tham Không thôi quý vị học hoài chứ quý vị không có thấy Đọc ở trong kinh không ở trong chữ không ha à? Mình không thấy bây giờ mình thành chỉ cho quý vị trong thực tế đời sống Khi mà mình nhìn thấy đầy hết những cái món ngon món mà mình thích Thì lúc đó trong này nó có thúc dục không Nó có thúc dục không Ở trong cái cảm giác ở trong này nó có, có thúc dục không Thúc dục mà ngồi trên nó nói hoài à thôi ăn đi nói hoài ngủ đồ ngủ hết trơn rồi ngồi cho nó cầm micro mấy ông này nó cầm micro nói hoài dọn ra mà cầm micro nói hoài thành ở trong này nó thúc giục nó thôi không nói nói vừa vừa tôi tới giờ giờ một tới giờ rồi thôi đừng nói nó thôi đủ rồi để ăn phải không ở trong này nó thúc giục cái dục đó nó cái sự thúc giục đó 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 gọi là dục rồi đó khi mà mình gấp vô mình ăn đó lúc đó được cái lưỡi nó cảm giác làm sao có tê tê cái lưỡi không khi mình để vô mà mấy cái món mình thích á Lúc đó cái lưỡi nó ra làm sao Nó có tôm tôm nước bọt cái chưa để vô nó tôm nước bọt trước rồi phải không Phải không Rồi khi để vô đó là nó thích thích không Nó khoan khoái không Đó là ái Ái là khoan khoái thích thú Thích thú khoan khoái Đó là ái Rồi xong rồi nó gấp rồi cái thì mà nhai cái miệng chưa xong nó làm thêm gấp thứ hai nữa phải không rồi cái nghĩa là trong này nha cho xong múc sẵn cái muỗng trời rồi rằng giờ cái này mà chưa xong nó là đưa vô lẹ lẹ đi dọng vô không <laughs> có gì thấy không thì cái đó là gì tham tham là nó thêm 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 vô có không thấy chưa thấy chưa đó bây giờ chỉ cho thấy sự thật Nói chúng tôi đọc kinh hoài không biết cái dục tham ái nữa là sao dục là một sự thúc dục ái là chữ ưa thích phái còn tham là muốn thêm muốn thêm muốn thêm muốn thêm nữa cho nên thí dụ như giờ đó ngày mời đi vô sài gòn để mà dự đám cưới của con gái như vậy là chuẩn bị trước 3 ngày rồi 5 ngày chuẩn bị rồi và khi chuẩn bị đó là trong đầu hình ảnh nó hiện ra đủ thứ cảnh hết trơn phải không bao nhiêu ảnh nó hiện ra cái đó là tưởng quẩn phải không à, rồi nó tính toán tùm lum nó suy nghĩ đủ thứ cái đó là hành quẩn đó suy nghĩ rồi cái cảm giác nó thấy làm sao nó khoái khoái thích 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 cái đó là thọ đó là thọ tưởng hành rồi cái mình có cái nhận thức mình biết à, những cái này nó đang có mặt là cảm giác là nghĩ tưởng nè phải không đó thì cái đó là thức rồi đó thì quý vị thấy làm sao tối ngủ không được Mười bốn năm giờ sáng đi tối ngủ không được Là cái gì vậy ngủ không được vậy Nôn nôn no. <laughs> phải không quý vị thấy không rồi những cái nghĩ tưởng này kia cảm giác rồi nó, nó, nó liên tục nó vận hành ở trong đó nó ngủ không được nó căng thẳng ở đầu ngủ không được cho nên lo quá ngủ không được có không đám cưới gái hay là là có lễ hay có đám hay có cái gì đây là, là tổ chức là nó ngủ không được nó vận hành nó ngủ quẩn nó vận hành phải không bao nhiêu những hình ảnh bao nhiêu những cảm giác bao nhiêu những suy nghĩ trong đó nó liên tục liên tục liên tục liên tục vậy đó rồi mình cuốn vô trong đó đó à thì quý vị thấy thì sao Đâu sự thúc dục đó rồi xong rồi đi vô đó vô là nhìn ôi chà thích quá cái này trang trí cái bông này cái cửa này đẹp quá cái cổng đề chữ vu vi em đẹp quá chừng trang trí ai thích quá rồi xong sao à thêm thêm nữa thêm cái này thêm cái con thêm 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 phải không à rồi thêm 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 rồi thí dụ như là có đứa cháu nội rồi không muốn thêm kiếm đứa nó đi đứa trai kiếm thêm đứa gái nữa con phải không mà con nó thôi đẻ không nổi nữa má ơi giờ con tiền bạc thôi ráng đi con ráng rặn thêm đứa nữa con phải không mà hai đứa rồi cái thêm đi cho đông nhà vui con đông nhà cho vui thêm kiếm thêm đứa nữa đi phải không không có vị thấy không đó nó thêm 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 thì vậy đó ví dụ để quý vị thấy là gì quý vị phải phân biệt được cái vụ thêm ví dụ thích 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 mà muốn muốn đó đó là cái này đó là nó kêu mình hoài à, cho nên nó được cục gì nè, cục mấy cái tờ giấy xanh xanh đó thấy không? Một cục để một tủ một cục dày gì mà chưa kiếm thêm cục nữa đi. Phải không? Bởi vì biết không? Biết, biết cái cục đó không? Cười, Cười biết không? <cười> biết không? <laughs> nó không có thấy đầy đủ nó cứ suối hoài à, nó suối mình thêm thêm rồi nó suối như vậy đó là mình đi theo, mình đi làm theo. Giờ mình chạy hoài suốt cuộc đời của mình thôi mà chưa kể nha quý vị cái đồng tiền đó là chánh mạng hay là tà mạng cái làm ra tiền đó đó là có chân chánh hay không hay là một sự tạo nghiệp còn phải xét cái điều đó nữa quý vị thấy chưa đó quý vị coi trong cái tà mạng cái tà nghiệp nè bà bán rượu bán thịt buôn người bán thuốc độc làm những cái cái mà nó không có đúng với với cái chân chánh của mạng sống đó thì là nó rơi trong tà mạng đó cho nên nó mình phải là suy si xét sâu sắc quý vị mới thấy được cái sự tu tập của mình đức phật dạy hay lắm hay lắm không phải là cái trí huệ không mà phải lời nói hành động việc làm và đời sống của mình nữa nó mới trọn vẹn, nó mới viên mãn Chứ phải nói có một chiều Nhưng mình tu mình mới thấy được cái hay Mà mà khi mà mình đoạn tận được cái sự mà Quý vị biết cái giáo pháp này gọi là giáo pháp ly tham Ly tham là gì? Là lìa tham, là bớt tham, là ít tham Là từ từ là không có tham Mà ly tham đối với gì? Đối với năm quẩn Quý vị phải nhớ cái này thiệt kỹ Còn thời lúc trước mình tu Mình chỉ có đối với một chút ít sắc chất ở bên ngoài Thôi không phải không những là lìa tha muốn đối với vật chất Mà phải lìa tha muốn đối với những cái cảm giác Và nghĩ tưởng nhận thức ở bên trong Tại vì những cái đó là cái động cơ thật sự thâm sâu ở trong đó. Chứ không phải là cái ngoài Nhiều khi mình nghĩ rằng cái ngoài nhưng mà không phải Nó nó sâu xa ở trong cái cảm giác của mình đó. Chính cái cảm giác đó nó thúc giục mình đó. Nó thúc giục mình Thí dụ như giờ mình làm tới nay là 60 tuổi, 65 tuổi rồi cũng tới tuổi hưu rồi tiền thì cũng cất một tủ đầy đủ sổ tiết kiệm là bốn năm cái rồi phải không mà đúng ra mình nghĩ cái này rồi là mình ăn tới chết thì cũng không hết nữa, nhưng mà không nó nói thôi bây giờ đang làm được kệ kiếm thêm có gì cho con cháu nó nhờ mà không biết phải thiệt con cháu nhờ không hay là cái tâm tham của mình đó có gì thế chưa rồi như vậy là sao là nó bắt mình phải là gì Ở có khi làm trâu làm ngựa cài hoài vậy đó cài hoài không có dừng lại mà thậm chí nghỉ ngày hai ngày tu tôi cũng không dám nghỉ nữa không dám nghĩ mà có nhiều người còn nói thầy đi không ai nhà cho chó ăn thương chó <laughs> quý vị thấy chưa đó khổ chưa đó quý vị thấy chưa cho nên á, mình tập từ từ để làm chi để cái tâm của mình nó nhẹ mà nó càng bớt tham chừng nào đó thì mình càng giải thoát càng an lạc chừng đó cái này là tuyệt vời lắm quý vị mình càng tham nặng chừng nào đối với cái nào đó thì cái đó làm cho mình khổ nhiều lắm mà mình bớt tham với cái đó Là mình bớt khổ đối với cái đó Và tới chỗ mình không còn ham như cái đó nữa Là mình chấm dứt khổ Là mình giải thoát rồi Tuyệt vời không Đó là cái sự tu tập Mà rất là rõ ràng ở Trong cái đường lối Đức Phật dạy mình còn cái này không mình vô mình cứ cầu nguyện gian sinh lại lục cúng kiến hoài mà về rồi tham vẫn tham sân vẫn sân bản ngã vẫn trình tình một đống rồi vô nó phật cơ sao phật không độ con phải không phật độ là phật chỉ cái cách cho mình nãy giờ đó mà mình làm đúng theo như vậy đó thì là phật độ còn mà vô mà mình không chịu quay lại nhìn cảm giác mình không chịu quán sát là vô thường thì như vậy rồi mình lại hoài thì có phước ngay chỗ lại đó thôi nhưng mà trở ra rồi thì bệnh nào thì cũng tật ấy nữa à quý vị thấy không thấy chưa Thấy rõ chưa? Rõ chưa? Như vậy thì bữa nay Tóm lại là quý vị thấy Minh Thành nói với quý vị cái gì? Phải luôn luôn nhớ cái sắc thân này Cái vật chất chung quanh này nè Cái hoàn cảnh chung quanh này là, là thật sự có một chữ thôi Là một chữ sắc quẩn thôi à Là một đống sắc thôi một đống sắc dụng bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào bất cứ chỗ nào nó cũng tan dở hết nó cũng bại hoại hết nó không có bền đâu nó không có chắc đâu đừng có lầm tưởng đó và nhớ thiệt kỹ tối mà chung vô mùng là giống như chung vô hòm vậy đó phải nhớ cho thiệt kỹ Mà nhất là mấy người lớn tuổi đó Phải nhớ thiệt kỹ cái điều này Mà cái điều này mà nhớ được đó Thì quý vị sướng lắm Tham sân si nó rụng giống như sung rụng vậy đó Không có khổ nữa Bớt khổ là năm bảy phần trăm Rồi bớt khổ cứ tối nhớ Nhớ tối nay mình chết rồi còn giận gì nữa Nhớ vậy đó cứ nhớ quán vậy đó Nó nhẹ nhàng đó Ủa vậy thấy không Rồi kế đó là vậy để đức phật dạy mình sao cái đời sống con người này ngắn ngủi lắm ngắn ngủi lắm cố gắng lo làm thiện pháp đời sống cho nó trong sạch đừng có tạo những cái ác kè bất thiện hãy làm tất cả cái công đức cái gì mình có làm hãy cố gắng làm hết sức mình và luôn luôn quán chiếu luôn luôn quán chiếu một cách sâu sắc là dùng như lý tắc ý để quán chiếu tác ý thiệt là mạnh mẽ vô những cái cảm giác nghĩ tưởng đó đừng để cho nó lừa mình đừng có nằm nô lệ cho những ham muốn đừng có làm đầy tớ cho những cái dục vọng mà nó sai khiến mình hoài suốt cuộc đời vô lượng kiếp tỉnh ra nhìn thấy được nó điểm mặt nó đuổi nó ra những cái sâu ngợn đuổi nó ra khỏi tâm mình si mê tham dục đuổi ra khỏi tâm mình mình làm chủ nội tâm mình mình làm một con người tự tại tự do giải thoát và mình thấy được như vậy mình quán chiếu được như vậy là mình sẽ có được cái thánh truy kiến thấy biết của bậc thánh thấy biết chân chánh và như vậy là sao từ từ mình sẽ nhàm chán mình xa lìa những cái thứ vô thường cái đồ dởm không mà có cái gì đâu mà đam mê hoài vậy dài bữa rồi người ta hốt một nắm cho dài bữa rồi cái thân này nó thành một nắm cho người ta quăng xuống dưới biển kia dài bữa nữa ha không có lâu quán chiếu như vậy đó rồi tự nhiên sao cái tâm mình nó nhả ra ô cha nó nhẹ nó phải làm sao giữa cuộc đời này là sao vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người hận thù ta sống không có hận thù vui thay chúng ta sống trí tuệ giữa vô minh Giữa những người tối tâm vô minh Ta sống không vô minh Vui thay chúng ta sống Lành thiện giữa bất thiện Giữa những người bất thiện Ta sống lành thiện Vui thay chúng ta sống Tinh tấn giữa những người biến giác Giữa những người giải đãi lời biến Ta sống tinh tấn siêng năng và suốt ngày mình an trú ở trong pháp mình nghe pháp mình quán pháp mình niệm pháp mình thực tập pháp và mình mỉm cười hỷ lạc đối với pháp và như vậy là mình có một cuộc đời bình an hạnh phúc trong hiện tại và tương lai kính chúc quý vị luôn được hỷ lạc trong chánh pháp <laughs> Thank mm -hmm. you.